Sáng nay, chuyến xe không đồng do Nhà ăn không đồng Nhất Tâm số 21 chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức đã đưa bà con công nhân sinh viên xa quê khó khăn đang làm ăn học tập tại thành phố Hồ Chí Minh về tới quê hương Quảng Ngãi để đón Tết. Chuyến xe không đồng đã về tới quê hương Quảng Ngãi, nụ cười hạnh phúc sau chặng đường dài. Những phần quà Tết động viên bà con được nhà hảo tâm và đơn vị Nhà ăn Nhất Tâm chuẩn bị chu đáo, trao tận tay. 40 người trên chuyến xe nghỉ tình, mỗi người một hoàn cảnh. Giúp đỡ đủ thứ mà nó phải, nó đỡ tiền, nợ cái tiền xe là năm tấy chứ là năm mấy. Rồi đứa nó đỡ là mình đi nợ có đi mua xe đó nha. Bà Nam không cáo là đi mua kháo lá, mua xe tấy gì kháo lá. Cá nhân của mình thì mình rất cảm ơn những tấm lòng hỗ tâm của nhà thiện nguyện Nhất Tâm để cho mình cái cộng đồng, thì mình không biết nói gì hơn. Rất là quan hỷ và cảm ơn nhiều lắm. Những năm qua, mỗi dịp Tết đến xuân về, Nhà ăn không đồng Nhất Tâm số 21 cùng các mạnh thường quân thường xuyên tổ chức những bữa ăn chay không đồng phục vụ cho bà con lao động, học sinh, sinh viên và tổ chức những hoạt động vì cộng đồng. Chuyến xe không đồng đã giúp người nghèo có cơ hội đoàn viên cùng gia đình trong những ngày xuân.